đến với kênh Clipbo Bitcoin sẽ hướng dẫn tất cả các bạn nhận 500 cổ phiếu ETF tương đương ở khoảng là 50 đô miễn phí nha tất cả các bạn, từ một website của trang thương mại điện tử GIA. Đây là một cái tập đoàn lớn của Mỹ nha tất cả các bạn. Rồi mình không nói lằng quằng nữa, đây bạn, đầu tiên username các bạn ghi tên mình vào, you full name là ghi tên mình, username các bạn ghi tên mình vào. Rồi market thì các bạn để ý thích nha bạn. Rồi mail, địa chỉ mail của mình vào, xác nhận mail. Rồi cái dòng city currency là các bạn chọn quốc gia nha các bạn. Đây là quốc gia nào các bạn chọn cho quốc gia đấy các bạn. Rồi đây thì ngày tháng 5 nha các bạn. Các bạn chọn vào ngày tháng 5 sinh của mình đó. Rồi các bạn bắt quạt, xác nhận bắt quạt nha các bạn. Vì mình đã gọi chấp, các bạn bấm vào hai đây chấp nhận điều khoản của nó các bạn. Mình đã có tài khoản rồi, mình login. Rồi. Ồ. Oh. Đây mình đã giới thiệu được nó được 5-6 bạn nè. Sau khi các bạn vào đây, giá cổ phần của nó bữa hôm là giá chỉ ước tuyến của nó là 0.1, nay lên 0.11 các bạn. Mình tiếng 5 ghét là 5 ghét là khoảng 110 đô. Đây thì nó cập nhật mới nè. Đây mình dịch qua tiếng Anh Việt cho tất cả anh chị coi nha. Xem cho dễ nha. Đây thì dự án này mới khởi chạy, dự rút tiền nó vào ngày 5 nha các anh chị. Nay rút tiền nó chưa có cập nhật rút tiền được. Đây thanh toán qua là thẻ ngân hàng nha các anh, mà anh chị bằng cần phải có một cái thẻ ngân hàng mới tham gia dự án này được nha. Ồ, quà của tôi nè. Để bạn sẽ nhận được fan chúng tôi cung cấp. Nè, phần thưởng tặng FX nha. Chúng tôi cung cấp cho chị 10 đô FX cho mỗi lần bạn đăng ký và kiếm thêm 100 đô la cho mỗi người thứ 10. Ý nghĩa nó làm các bạn giới thiệu trên 10 người là các bạn, một người là các bạn nhận được 100 đô nha các bạn. Còn mà dưới 9 người thì các bạn nhận một người là 10 đô. Ồ, điểm ngược chiến dịch tặng quà nè. Đây thì thời gian này là cho mình tiễn ghép nè các bạn, đi tặng quà nè các bạn. Dự án này theo thông tin thì mình cuối tháng 5, đầu tháng 6 là có thể mình rút tiền, mình sẽ cập nhật thông tin sau cho các bạn nha. Đây nè, đây thì dành cho mọi người đăng ký miễn phí nè, bạn có thể kiếm tới 1.000 đô la mỗi năm cho người không cần đầu tư nè. Bạn nhấp vào đây mà tìm hiểu thêm nha. Đây nè, thu nhập tiềm năng hiện tại của tôi là mình được là 7.119 đô USD nè. Đây là mình chia ghép nè, rồi các bạn nhấp vào một nụp nè. Rồi, mình nhấp vào. Nè, đây là mình check thông tin cho tất cả anh em xem nè. Ồ, rất là tiềm năng luôn nha anh em. Sớm mình thấy đây là tập đoàn xe hơi của nó nha tất cả các bạn. Nó liên thông với nhiều cái trang điện tử thương mại nhiều lắm. Để cho các bạn xem nè. Đây đăng ký Bri các bạn cũng nên trải nghiệm nha các bạn. Nè, câu lạc bộ xe hơi nè, rồi liên thông với tạp chí nữa nè. Nghe các bạn. Ồ, rất là bắt mắt luôn các bạn nè. Nó đây thì nó mở cái dự án này, nó cần cộng đồng tham gia, đằng chừng nữa nó mở một cái tạp chí đang cho thuê xe hơi này nọ, dịch vụ du lịch gì nọ rồi các bạn, hoặc là nó giới thiệu sản phẩm của nó này nọ rồi. Đây là một trang điện tử mình đã check kỹ nha các bạn, rất là uy tín và an toàn. Vậy mình chào tạm biệt tất cả các bạn nha. Mọi thắc mắc gì không hiểu các bạn comment để lại bên dưới link đăng ký và link đăng ký của đây phần mua video đó, các bạn nhấp vào đăng ký ủng hộ mình một sub cho mình và bấm mở vào quả chuông để cập nhật những video tiếp theo từ mình. Chào tạm biệt tất cả các bạn nha.